Jason Statham là ngôi sao phim hành động đắt giá tại Hollywood, không chỉ thành công trong sự nghiệp mà anh còn được cả thế giới ngưỡng mộ khi có một tình yêu hạnh phúc với bông hồng nước Anh và cậu con trai kháu khỉnh. Mới đây thì họ đã có chuyến đi nghỉ dưỡng ở Ý vô cùng vui vẻ, khiến mọi người ngưỡng mộ. Vừa qua, gia đình Jason Statham được trông thấy đi chơi du thuyền hôm 12 tháng 6. Tài tử 51 tuổi hạnh phúc nhìn bạn gái vui đùa với con trai nhỏ 2 tuổi. Jason ôm chiếc Rosie trong lòng, cặp sao hẹn hò từ năm 2010 và đã đính hôn. Jason và Rosie chưa bao giờ tiết lộ gương mặt con trai nhỏ. Cặp sao luôn đề nghị truyền thông làm mờ ảnh mặt thiên thần mỗi khi mà đăng hình của họ. Trở thành mẹ đã khiến người đẹp Transformer 3 thay đổi rất nhiều trong lối sống. Mỹ nhân 32 tuổi chia sẻ, cô không còn thói quen tắm 45 phút mỗi lần hay mất tới 20 phút để quyết định mặc gì ra ngoài. Tôi không còn nhiều thời gian cho bản thân. Chẳng hạn như khi tôi đang trang điểm, một vị khách nhỏ bé sẽ chạy loanh quanh nhặt các loại mỹ phẩm của tôi và xếp đây sang nhà. Mặc dù rất bận rộn chăm con, năm 2018, Rosie vẫn nằm trong top 10 người mẫu kiếm tiền nhiều nhất thế giới, theo thống kê của tạp chí Forbes. Thu nhập của Rosie đến từ việc kinh doanh dòng nổi y, mỹ phẩm và nước hoa riêng, bên cạnh các hợp đồng quảng cáo với cửa hàng Marks & Spencer tại Anh. Người đẹp xứ sương mù và tài tử Mỹ hiện có tổ ấm hạnh phúc ở Los Angeles. Cựu thiên thần của Victoria's Secret cũng chia sẻ, Jason Statham chính là người có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến cuộc đời của cô. Một người bạn tình tuyệt vời, thân thiện, giản dị và rất dễ gần, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng ở trên màn bạc. Chúc cho tổ ấm của cả hai ngày càng hạnh phúc và sự nghiệp của cả hai cũng ngày càng thành công hơn nữa.